Cuối cùng thì sau gần một tháng tranh tài, chúng ta cũng đã tìm ra nhà vô địch của World Cup 2022. Liệu Messi có thể lên đỉnh thế giới với Argentina hay không, hay Mbappe sẽ một lần nữa giành được chiếc cúp vàng cho Pháp? Tất cả sẽ có trong phần sau của bản tin. Một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá đã kết thúc. Các câu lạc bộ cũng chuẩn bị quay về thi đấu ở các giải vô địch quốc gia. Vì thế, những thông tin về lực lượng của các ông lớn đang rất được quan tâm. Bên cạnh những tin chuyển nhượng, những thông tin bên lề sẽ là những tin tức mà bạn không thể bỏ qua. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 19 tháng 12 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Argentina và Pháp tung ra đội hình rất mạnh để giành lấy chiếc cúp vàng. Tưởng chừng như trận đấu sẽ bắt đầu hấp dẫn với dàn sao hai bên sở hữu, nhưng không, đại diện đến từ Nam Mỹ làm chủ hoàn toàn trong hiệp 1. Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi đã giúp Argentina có được điều mình cần. Phút 23, Di Maria bị Dembele phạm lỗi trong vòng cấm và Messi đã không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số. Nhận bàn thua, Le Bleu dâng cao đội hình và họ phải nhận đòn hồi mã thương. Hơn 10 phút sau, Argentina có pha phản công chớp nhoáng và người kết thúc là Di Maria. Hiệp 2 diễn ra với một thế trận cân bằng hơn, tuy nhiên bàn thắng tiếp theo vẫn chưa xuất hiện. Khi mà tất cả đã nghĩ về chức vô địch cho Albiceleste thì Mbappe đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp trong vỏn vẹn 2 phút từ 80 đến 82. Trận đấu bước vào hiệp phụ và tại đây Messi và Mbappe lại lần lượt tỏa sáng nâng tỷ số lên 3 đều để hai đội tiến vào loạt đá luân lưu. Ở khoảng cách 11m, Argentina không mắc bất cứ sai lầm nào, còn Coman và Tchouameni của Pháp lại không thể đưa bóng vào lưới, trực tiếp dâng chức vô địch cho Messi cùng các đồng đội. Sau khi cúp vàng được trao, những giải thưởng cá nhân cho những cầu thủ xuất sắc cũng đã có chủ. Thủ thành Martinez đương nhiên là người nhận giải găng tay vàng. Enzo Fernandez là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Mbappe nhận giải vua phá lưới. Và đương nhiên rồi, Leo Messi được xướng tên ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Sau sự ra đi của tiền vệ Phạm Đức Huy, câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải chia tay thêm một công thần khác, đó là trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Hợp đồng giữa anh và đội bóng thủ đô còn hơn một năm. Theo nguồn tin từ tờ Zing, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm. Điểm đến của Văn Hậu là Công an Hà Nội. Chính câu lạc bộ này đã xác nhận hậu vệ sinh năm 1999 sẽ chơi cho họ từ mùa giải 2023. Văn Hậu rời câu lạc bộ Hà Nội sau 5 năm gắn bó. Trong khoảng thời gian này, anh hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu tập thể cùng đội bóng thủ đô với 3 chức vô địch V-League, 2 cúp quốc gia và 2 siêu cúp quốc gia. Hiện tại, Văn Hậu cũng có mặt ở Lào để chuẩn bị thi đấu tại AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam. Anh trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội sau chuỗi ngày tập riêng và có thể đá chính ở cuộc đối đầu với Lào diễn ra lúc 20 giờ ngày 21 tháng 12. Sau trận thắng 2-0 trước Girona, huấn luyện viên Pep Guardiola không nói về màn trình diễn của các học trò quá nhiều, mà thay vào đó ông lại hướng sự chỉ trích đến những người đứng đầu bóng đá Anh. Được biết Man City của Pep sẽ phải đối đầu với Liverpool chỉ 4 ngày sau trận chung kết World Cup 2022. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết, chúng tôi chỉ có 4 hoặc 5 cầu thủ đội 1 là khỏe mạnh do không dự World Cup. Vẫn chưa biết những người vừa trở về có kịp hồi phục hay không. Chúng tôi không đủ cầu thủ, nhưng những bộ óc vĩ đại của bóng đá Anh với suy nghĩ của họ đã lên lịch trình này để chúng tôi thi đấu quá sớm. Trận đấu giữa hai đội ở League Cup sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ 6 theo giờ Việt Nam. Nathan Ake, Emerick Laporte và Rodri dự kiến sẽ trở lại tập luyện cùng Man City vào đầu tuần tới và có thể góp mặt trong đội hình tham dự trận đấu với đoàn quân của Jurgen Klopp. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang cho thấy ông rất quan tâm đến công việc chuyển nhượng của đội bóng, đặc biệt là ở tuyến giữa. Theo tờ Manchester Evening News, cựu thuyền trưởng Ajax đã nói với những người bạn thân rằng nếu ông ký hợp đồng với bất cứ cầu thủ nào thì đó sẽ là Jude Bellingham. Trong khi đó, những báo cáo cho biết Frankie de Jong đã có cuộc trao đổi riêng với Erik ten Hag và nói rằng anh ấy rất vui nếu được chuyển đến Old Trafford, bất chấp việc tiền vệ này công khai muốn ở lại Barcelona. Nhưng Man United sẽ khó có thể mang về cả hai cái tên này ở cả hai phiên chợ sắp tới, bởi cả hai đều là những mục tiêu được săn đón hàng đầu. Chưa kể là hợp đồng của họ với đội bóng chủ quản vẫn còn khá lâu. Trong buổi phỏng vấn gần nhất của mình, huấn luyện viên Mikel Arteta tỏ ra lạc quan với vị trí dẫn đầu. Ông cho rằng đây là một vị trí thuận lợi để giành chức vô địch Premier League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói, tôi nghĩ chúng tôi đang ở một vị trí thực sự tốt. Các cầu thủ đều rất tự tin vì chúng tôi đang đứng đúng vị trí mà tất cả muốn. Đó là dẫn đầu giải đấu. Tôi nghĩ rằng Arsenal xứng đáng với điều này sau những gì mà chúng tôi đã thể hiện. Kỳ chuyển nhượng tới đến sẽ củng cố vị trí mà chúng tôi đang nắm giữ. Tuy nhiên, Arsenal vẫn còn nhiều điều phải làm để trở thành một đội bóng tốt hơn.
Với việc thủ thành số 1 Manuel Neuer bị chấn thương và phải nghỉ đến hết mùa giải, Bayern Munich đang rất gấp rút trong việc tìm một người thay thế cho thủ quân người Đức. Và mới đây, Sky Sports đã tiết lộ Hùng Xám đang có những liên hệ với người gác đền của Borussia Mönchengladbach, Jan Sommer. Đây là một cái tên chẳng còn xa lạ gì với những cổ động viên bóng đá thế giới, đặc biệt là những người hâm mộ của Diego Ten. Thủ thành người Thụy Sĩ bên cạnh những màn trình diễn xuất sắc mỗi khi bước ra vũ đài thế giới, cũng thường xuyên gieo sầu cho hàng công của Bayern mỗi khi có cơ hội đối đầu. Gã khổng lồ xứ Bavaria đang gặp khó khăn trong việc đưa thủ thành đang được cho mượn tại AS Monaco là Alexander Nubel về với nước Đức do anh này đã có những bất đồng trước đó với huấn luyện viên thủ môn của Bayern. Jan Sommer được coi là giải pháp thay thế phù hợp khi khả năng thủ thành này đã được chứng minh tại Đức. Hợp đồng của Sommer với Gladbach sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Chính vì thế, định giá của anh có thể sẽ rất vài chặng. Cho nên Bayern Munich đang nghiêm túc nghiên cứu về khả năng đưa anh về sân Allianz Arena. Theo Sportskeeda, Arsenal là câu lạc bộ mới nhất tham gia theo đuổi cầu thủ tự do Cristiano Ronaldo. Cựu cầu thủ của Manchester United đã bị chấm dứt hợp đồng sau một cuộc phỏng vấn tiết lộ với Piers Morgan và công khai chỉ trích câu lạc bộ. Pháo thủ đang tìm kiếm sự thay thế cho Gabriel Jesus bị chấn thương để dẫn dắt hàng công của họ. Được biết, Mikel Arteta đang cố gắng thuyết phục siêu sao người Bồ ở lại nước Anh đến cuối mùa giải, mặc cho sự theo đuổi của Anas với bản hợp đồng trị giá 200 triệu euro. The Gunners tự tin mình có thể đưa thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha về với sân Emirates. Hiện câu lạc bộ này đang đứng trên đỉnh bảng xếp hạng và cơ hội giành danh hiệu cũng như việc đang có nhiều cơ hội giành được suất thi đấu tại Champions League. Với việc tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn đang tìm kiếm một đội bóng để tiếp tục thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, đội bóng Bắc London có thể là điểm đến lý tưởng cho Ronaldo. Trước khi World Cup khởi tranh, đã có nhiều thông tin về việc thuyền trưởng của đội tuyển Anh Gareth Southgate đã lên kế hoạch từ chức sau khi giải đấu tại Qatar kết thúc. Chính ông cũng đã xác nhận ngay sau khi kết thúc trận thua của Tam Sư trước đội tuyển Pháp tại vòng tứ kết rằng ông đang xem xét về tương lai của mình. Lý do cho những thông tin này đến từ việc Southgate cảm thấy những áp lực từ dư luận và người hâm mộ đang ngày càng trở nên tiêu cực đến cuộc sống của ông. Và lúc nhiều người nghĩ rằng mối lương duyên giữa chiến lược gia 52 tuổi và đội tuyển Anh đã đến hồi kết, mới đây Liên đoàn bóng đá Anh FA đã tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó cùng Gareth Southgate đến ít nhất 2 năm nữa. Trong một tuyên bố, FA tiết lộ, chúng tôi rất vui mừng xác nhận rằng Gareth Southgate sẽ tiếp tục là huấn luyện viên đội tuyển Anh và sẽ dẫn dắt cầu thủ tiến tới chiến dịch Euro 2024 của chúng tôi. Gareth và Steve Haaland luôn nhận được sự ủng hộ hết mình của chúng tôi và kế hoạch của chúng tôi cho Euro sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngôi sao của Manchester United, Marcus Rashford đang có cơ hội trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất tại câu lạc bộ sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo vào tháng trước. Cụ thể, Daily Star đã đưa tin độc quyền United đang thực hiện lựa chọn gia hợp đồng hiện tại của tiền đạo này sẽ kết thúc vào tháng 6, thêm một năm nữa. Điều đó ngăn anh ấy trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới và có quyền được đàm phán với các câu lạc bộ khác trong năm mới. Real Madrid và Paris Saint-Germain đang tăng cường sự quan tâm đến Rashford khi những nghi ngờ về tương lai của anh ngày càng lớn. Ngôi sao cây nhà lá vườn của United đã từ chối ký hợp đồng mới trị giá 300.000 bảng mỗi tuần trên bàn tại Old Trafford. Chính vì vậy, ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đang chuẩn bị tăng đề nghị đó lên con số khổng lồ 400.000 bảng mỗi tuần. Mức lương cơ bản đó sẽ tự động đưa Rashford lên đầu bảng lương của câu lạc bộ. United sẵn sàng phá vỡ cấu trúc trả lương để thuyết phục Rashford ở lại và đóng góp cho sự hồi sinh của đội bóng dưới thời của Erik ten Hag. Theo Tony Huamati, Barcelona đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính cho mục tiêu chuyển nhượng Sofian Amrabat. Cầu thủ 26 tuổi được định giá 40 triệu euro và rất nhiều câu lạc bộ Tây Ban Nha sẵn sàng trả số tiền này. Blaugrana trước đó đã để mắt đến Martin Zubimendi và Ruben Neves, nhưng để có được chữ ký của hai cầu thủ này có thể rất tốn kém. Với việc Amrabat thể hiện đẳng cấp của mình ở Qatar, Barcelona sẽ tìm cách ký hợp đồng với tiền vệ người Maroc vào mùa hè này. Đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an. Sau khi xem xong clip này thì các bạn có thể truy cập vào đường link được gắn ở top comment ngay dưới đây thôi. Và các bạn sẽ chơi những trò chơi siêu dễ, nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi.